chào các bạn, hình ảnh các bạn vừa xem có giống như một tiểu thiên đường hay không? Đó chính là bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Từ thị trấn Trạm Tấu đến được bản này thì các bạn đi khoảng 10 km, và có một đoạn đường bê tông, còn lại là đến đoạn đường đất. Và đoạn đường đất này khi mà trời không mưa khô, các bạn có thể đi bằng xe phân khối lớn lên được. Còn lại thì các bạn có phải thuê xe phân khối nhỏ. Thế và mình hôm nay là trời ẩm ướt nhưng mình vẫn quyết định dùng xe phân khối lớn để lên. Và các bạn thấy đây chính là cái kết. Đấy. Chào anh khỏe không? Anh khỏe, chào em. Vâng. Không phải nói nó trơn thế này thì không đi được. Trơn anh ạ. Anh có nào từ từ. Anh chờ cho mình là gì? Ok rồi. Nó cho thẳng xe đá không anh, nhảy xuống dưới dần. Anh đỗ ngay đây này, không lên đâu, càng lên càng đất. Nó sẽ có đoạn đá nhưng mà xa lắm. Anh vứt đây luôn đi. Ok, đợi tí. Tuy nhiên thì mình đâu dễ bỏ cuộc như vậy được. Mình vẫn quyết định đưa xe lên. Và các bạn thấy đường càng lên cao càng dốc càng sóc và rất là trơn. Chúng mình xuất phát từ Trạm Tấu lúc hơn 6 giờ. Và như các bạn thấy, đi trên một cái làn sương khói mờ ảo như thế này, ta chỉ có cảm giác lạc tay lái một chút là sẽ trôi xuống vực bồng bềnh luôn. Sau khi cố đi thêm một đoạn thì cái kết là đây các bạn. Quá thôi. Đến lúc này thì mình đành phải để xe ở dọc đường và cùng với đồng đội đi xe nhỏ để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Như hình ảnh các bạn đang xem thì càng lên cao đường càng dốc càng trơn. Và đúng là quyết định bỏ xe lại dọc đường là quyết định đúng đắn. Vừa tới đầu bản thì các bạn thấy hiện lên một cái cổng. Và đặc biệt là những ngôi nhà ngay bên đầu bản này, người ta trồng những bờ rào hoa hồng. Và có bạn nói đây chính là hoa tầm xuân các bạn ạ. Đó. Và cả bản thì còn đang chìm trong làn sương khói mờ ảo. Mình quyết định dùng xe máy chạy rong từ đầu bản đến cuối bản. Thế thì các bạn thấy bản như vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Bản Cu Vai hiện nay có khoảng trên 50 hộ dân và trên 80% là người dân tộc Hơ Mông, nằm ở một cái ngọn núi tách bạch. Sau khi chạy đến cuối bản thì mình quay lại và mấy anh em mình nghỉ tại nhà văn hóa của thôn bản. Tại bản Cu Vai thì chưa có homestay, chưa có các cái dịch vụ, cho nên là các bạn muốn thưởng thức kia dịch vụ gì thì các bạn phải tự chuẩn bị thôi. Anh em chúng mình là chế cà phê để thưởng thức ở nơi đây. Đó. Và chỉ có một vài cái nhà bán tạp hóa. Và anh em chúng mình đi sớm cho nên là không kịp ăn sáng. Chúng mình liên hệ với nhà tạp hóa vào đây. Gỗ bản. Phải nói thật với các bạn là chưa bao giờ mình ăn một bát mì tôm mà thấy ngon đến như vậy. Đó, anh em chúng mình ăn không còn chừa lại một chút nước nào. Ôi, lớp 6 rồi cả. Thế còn bé này học lớp mấy? Mẫu giáo hả? Bạn này cũng mẫu giáo. Thế lớp 6 có mấy bạn học? Cho mượn xe đạp. 40 bạn cả. Có phải học lớp ghép không con? Tức là lớp 6 học chung với lớp 7 không? Đúng rồi. À,
không phải học chung á. 40 bạn lớp 6. Rất là đông luôn nhỉ. Thế bạn này học lớp mấy con? Lớp 3 hả? Lớp 3 có bao nhiêu bạn? Hả? Chả nhớ bao nhiêu bạn đúng không? Bạn sinh nhất tên là gì? Bốc đây, ôm được bao nhiêu thì cứ ôm. Nào, bốc đây. Kìa con, ra ôm tiếp. Đấy, kia cho cô kia là không nhìn thấy. Ôm đây, con cứ ôm được là ôm. Sau khi sương tan dần thì chúng mình trở lại phía cổng làng. Thế và ở đây thì các bạn nhìn thấy cái khung cảnh rất là đẹp. Thế và chúng mình đã lán lại ở đây rồi tham quan vào một cái căn nhà. Đấy, các bạn thấy người ta vẫn dùng các cái vách gỗ và hầu như nhà nào cũng treo một cái đầu dê hoặc là một cái đầu trâu. Thế và cái nhà đầu tiên của bản cũng là một cái mô hình trái tim để các bạn có thể check in ở đây. Và bên dưới nếu hôm nào đẹp trời hoặc là vào tháng 10, tháng 11 thì các bạn hoàn toàn có thể săn mây ở đây giữa một biển mây bồng bềnh. Tuy nhiên thì chúng mình đi vào cái thời điểm không phải là cái thời điểm săn mây thích hợp. Vì vậy cho nên là cũng không được cảnh mây bồng bềnh. Tuy nhiên thì các cái cảnh vật ở đây cũng khiến cho chúng mình ngất ngây và rất là đẹp các bạn. Bọn trẻ con thì xuống vào xem bay flycam. Và hình ảnh các bạn xem là được quay từ flycam của bạn Trung Anh có kênh YouTube Hết Hồn. Đấy, các bạn có thể tìm xem. Nhìn từ trên cao thì bản Cu Vai hiện lên như một cái sân bay dã chiến. Giờ thì cũng là lúc mà dân bản đi làm, người thì đi xe máy xuống các bản làng khác, người thì dắt trâu ra đồng đó. Thế thì ngồi thưởng thức ở cảnh vật chỗ này thì mình cảm thấy rất là thư thái, cuộc sống rất là bình yên. Các bạn nhỏ ở đây thì rất là ngoan và lễ phép. Mình không có nhiều thời gian cho nên là sau khi chơi ở bản xong thì chúng mình bắt đầu đưa xe xuống. Thì lúc này đường đã khô rồi và đi cũng không khó như là lúc lên. Nhưng mà các bạn nhìn đường thì vẫn thấy rất là rùng mình đúng không? Đó. Và dọc đường thì các bạn có thể thấy những cái bức tranh, những thửa ruộng bậc thang hiện ra như tô thêm cái vẻ đẹp hùng vĩ ở nơi đây. Và làm cho mình cứ chạy một quãng lại dừng lại để quay phim chụp ảnh. Đấy, các bạn thấy những cái hình ảnh như thế này. Thế thì có bạn nói rằng đợi đến khi đường đẹp thì sẽ lên. Tuy nhiên thì mình suy nghĩ là nếu đến khi đường đẹp thì bản Cu Vai sẽ nhiều khách du lịch lên và không còn vẻ hoang sơ, dịu dàng như bây giờ. Thế cho nên là nếu các bạn có thể đi thì dù khó khăn, dù đường xa,
dù đường xấu, chúng ta hãy đến để hưởng thụ trọn vẹn cái sự hoang sơ thân thiện của người dân nơi đây. Thế và để kết thúc video này thì mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.